Một người nông dân trước khi qua đời đã gọi ba cậu con trai lười biếng của mình đến bên và nói với chúng một điều bí mật. Ông thoi thóp nói với chúng: "Các con à, trong mảnh vườn mà cha để lại cho các con, cha đã chôn rất nhiều tiền của và châu báu." "Cha giấu chúng ở đâu?" cả ba không kìm được đồng thanh hỏi. "Bây giờ ta sẽ nói cho các con biết." Ông nói: "Các con phải đào từ mảnh vườn đó lên." Đúng lúc quan trọng cần nói ra điều bí mật đó, ông đột nhiên ngừng thở và qua đời. Ba người con lười biếng vì ham tiền mà lóng ruột, ngay lập tức điên cuồng đào bới mảnh vườn lên. Họ vung cào và cuốc, mồ hôi nhễ nhại, đào tung mảnh vườn lên, đến cả mảnh đất chẳng bao giờ có người động đến, cỏ dại mọc tùm cũng bị họ đào lên hết. Họ đập vỡ từng cục đất để tránh trường hợp bỏ sót bất kỳ một báu vật nào trong đó. Lúc này, đột nhiên họ mới hiểu ra được ý nghĩa lời trăng chối của người cha. Từ đó, họ học được cách phải lao động, đem hạt gieo lên mảnh đất đã được đào sẵn đó. Đến mùa thu, mỗi người đều thu hoạch được mùa trái cây bội thu, trong kho luôn chất đầy các loại ngũ cốc. Giờ đây, họ mới thực sự tìm ra châu báu được chôn giấu trong mảnh vườn đó, chính là đôi bàn tay lao động tạo ra của cải của họ, mà người cha sáng suốt đã để lại cho họ. Câu chuyện đã nói nên tầm quan trọng của sức lao động. Chỉ có lao động mới tạo ra của cải. Đúng là lao động là vinh quang các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, quý khách vừa xem quy trình chế biến bột sâm từ khâu thu hoạch nhân sâm và rửa sâm, rồi chọn sâm, sau đó thái nát, sau đó sấy khô và nghiền thành bột và thành sản phẩm thức uống bổ dưỡng ạ. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Bên em là Joy Plaza tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh ạ. Xin chân thành cảm ơn.